Đây là một vụ tự tử bằng lá ngón, và nạn nhân là chị Vàng Thị Mỉ, người dân tộc Mông ở xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nguyên nhân dẫn đến việc chị Mỉ tìm đến cái chết bằng lá ngón là mâu thuẫn gia đình, và rất may mắn khi chị đã được kịp thời phát hiện và cứu chữa. Sau khi trở về từ cõi chết, chị Mỉ lại tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Và dường như nỗi kinh hoàng của ngày hôm đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của chị. Ngày trước, tôi đi giúp hàng xóm làm nương, có uống mấy ly rượu. Khi về đến nhà thì mẹ chồng chửi. Tôi thấy tủi thân nên chạy lên núi hái lá ngón ăn. Sau đó tôi về nằm ở giường, thấy chóng mặt, nhìn xung quanh tối tăm. Tôi bảo đứa con lên bảo chị dâu xuống tôi nhờ. Chị đến phát hiện tôi ăn lá ngón, nên bảo mọi người trong gia đình nhanh chóng đưa tôi đi viện. Trở về với cuộc sống thường ngày đã khiến chị và mẹ chồng đã có cái nhìn đúng đắn hơn về hành động của mình. Sau sự việc này, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, nên không mắng con dâu nữa. Giờ thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi cũng tốt đẹp hơn trước rồi. Từ cõi chết trở về, tôi rút ra bài học cho bản thân, hứa với chính mình rằng sẽ chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế để nuôi dạy các con nên người. Cuộc sống thì vẫn vậy, nhưng chỉ có một điều đã thay đổi. Đó là trong mỗi cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ chồng đã có nhiều nụ cười hơn. Dường như trong chị đã biết yêu thêm giá trị của cuộc sống này. Và hơn tất cả là vì gia đình, vì những đứa con của chị. Và đặc biệt là các bữa cơm trong gia đình chị sẽ luôn đông đủ các thành viên như thế này. Thưa quý vị, câu chuyện của gia đình nhà chị Vàng Thị Mỉ là một trường hợp may mắn thoát chết do ăn lá ngón tự tử. Tuy nhiên thì không phải lúc nào may mắn cũng có thể xảy ra. Những con ma lá ngón thì vẫn đang hoành hành trên khắp vùng cao, dẫn đến nhiều cái chết thương tâm. Và gia đình nhà bà Thò Thị Tông là một ví dụ điển hình. Kể từ ngày con trai mất, mọi khó khăn vất vả đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ đã ngoài 70 này. Mái ấm gia đình giờ không còn trọn vẹn, nỗi đau đối với vợ chồng bà thì vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Con trai và con dâu cãi nhau. Con trai buồn và tủi thân nên đã đi hái lá ngón ăn rồi chết. Gia đình rất khó khăn. Hai vợ chồng nó chỉ đẻ được một đứa con gái thôi. Con dâu đã đi bước nữa và mang cả con đi theo. Mẹ con nó không ở với tôi nữa. Mất đi người con trai, chồng bà bị trầm cảm nặng, chỉ biết lầm lũi trong bóng tối. Và thứ duy nhất có thể giúp ông còn được nhìn thấy con trai của mình là những tấm ảnh này. Theo dân gian, cây lá ngón là một loại cây có tên gọi là đoạn trường thảo. Đây là loại cây mọc khá phổ biến ở rừng núi nước ta, có đặc điểm là dây mọc leo, trên thân hơi có khía dọc, lá mọc đối, hình chứng thuôn dài, hoa mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá, cánh hoa màu vàng, độc tính trong lá ngón được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa, chỉ từ 5 đến 30 phút, thời gian tử vong trung bình từ 1 đến 7,5 giờ. Các cấp ủy chính quyền huyện đã liên tục phát động các chương trình nhằm hành động tuyên truyền và tiến hành nhổ bỏ cây lá ngón, khu vực xung quanh trường học, khu đông dân cư, dọc tuyến đường. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng tự tử bằng lá ngón vẫn liên tục diễn ra. Theo như số liệu thống kê từ Phòng Y tế huyện Mèo Vạc, từ năm 2016 có 56 vụ tự tử bằng lá ngón, trong đó có 7 vụ tử vong. Năm 2017 có 42 vụ và 5 vụ tử vong. Và đặc biệt, mới chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2018 thì đã có 19 vụ, trong đó có tới 8 vụ tử vong. Đây là một tình trạng đáng báo động về vấn nạn tự tử bằng lá ngón. Trước tiên là về cái nhận thức của bà con nhân dân thì còn rất là hạn chế. Và họ cũng chỉ cái mâu thuẫn nhỏ trong gia đình thôi thì có thể là sẽ tìm đến cây lá ngón để tự tử. Huyện Mèo Vạc, một huyện miền núi xa xôi của tỉnh Hà Giang với 80% là đồng bào dân tộc Mông, sống rải rác ở các ngọn núi cùng với địa hình phức tạp đã khiến cho đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Và đây cũng chính là chướng ngại lớn về nhận thức cho bà con nơi đây. Hiện nay một số đồng bào về cái nhận thức của bà con về cuộc sống
vẫn còn rất là hạn chế. Cho nên là khi mà người ta có những cái bí bách gì đó về tinh thần hay là vật chất trong cuộc sống thì người ta sẵn sàng đi đến tìm đến lá ngón để tìm đến cái chết ngay. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái để mà giải quyết được cái việc này đấy, thì cái đầu tiên không phải là chúng ta đi triệt phá cây lá ngón, mà đặc biệt chúng ta phải tuyên truyền làm sao đó để cho từng người dân đấy, để cho bà con những người trực tiếp sống trên cái mảnh đất đó, người ta hiểu biết được cái giá trị của cái cuộc sống này. Những cái chết thương tâm thì vẫn còn đó. Biện pháp khả thi nhất vẫn là thay đổi nhận thức, coi nhẹ mạng sống của bà con nơi đây, để nỗi buồn không còn đọng lại trong ánh mắt của những người cha, người mẹ và cả trong tâm hồn của những đứa trẻ.